Giuse bị giam trong tù. Potiphar giao cho Giuse trông coi nhà cửa, nhưng sau đó bắt giam cậu vì vợ ông vu cáo. Khi các lái buôn Ismael đến Ai Cập, họ bán Giuse làm nô lệ cho Potiphar là thái giám và chỉ huy đội cận vệ của Pharaoh. Giuse làm việc chăm chỉ cho ông chủ và rất thành công. Giuse rất được lòng ông Potiphar và được đặt làm quản gia trông coi mọi tài sản của chủ. Chúa chúc phúc cho tất cả những việc Giuse làm. Ngoài chuyện ăn uống, Potiphar chẳng phải lo điều gì cả, vì có thể hoàn toàn tin tưởng vào Giuse. Lúc này, Giuse đã rất cường tráng và đẹp trai. Sau một thời gian, vợ của Potiphar bắt đầu ngưỡng mộ thân hình của cậu. Bà không thể cưỡng nổi lòng say đắm đối với cậu. "Lên giường với ta đi," bà nói. Giuse từ chối. "Ông Potiphar giao phó mọi sự cho tôi, kể cả bà. Làm sao tôi có thể làm chuyện xấu xa và phạm tội chống lại Thiên Chúa?" Vợ Potiphar không chịu bỏ cuộc. Ngày nào bà cũng cám dỗ Giuse, nhưng cậu luôn luôn từ chối. Thậm chí cậu tìm cách tránh xa bà. Rồi một hôm, khi mọi gia nhân đều không có nhà, vợ Potiphar túm lấy cậu. "Lên giường với ta đi," bà nài ép. Giuse cố thoát khỏi tay bà rồi chạy ra ngoài. Vợ Potiphar giữ lại được áo choàng của Giuse. Bà sẽ kể lại câu chuyện xảy ra như thế nào. Phải nghĩ nhanh. Bà gọi các gia nhân lại rồi kể. "Giuse tìm cách quyến rũ tôi, nhưng tôi đã la lên và hắn chạy thoát. Này, hãy xem cái áo choàng bên cạnh tôi." Lúc chồng về, bà kể cho ông cùng một câu chuyện như thế. Potiphar đùng đùng nổi giận và ra lệnh nhốt Giuse vào nhà tù của vua. Tội nghiệp, cậu Giuse vô tội, bây giờ phải ngồi tù.